Em xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay cái clip này em gửi đến các anh chị á, thì có hai cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất á, thì những cái bước cơ bản mình cần chuẩn bị gì để mình chuẩn bị là lên clip từ một mảnh ruộng đó các anh chị. Thì cái nội dung thứ hai á, thì em muốn chia sẻ hình ảnh thực tế là một cái mảnh ruộng đang lên clip trồng dừa này các anh chị, để cho anh chị sẽ có cái nhìn thực tế về cái mảnh ruộng này, nó khi mà mình lên clip với cái mặt clip là bao nhiêu, rồi độ sâu mương bao nhiêu, rồi cái độ rộng của mương bao nhiêu, thì cái khoảng cách từ cái mặt clip mới á, với cái chỗ mà cái nền ruộng cũ á, thì nó sẽ là cao bao nhiêu ha. Thì để cho anh chị có cái nhìn nó cụ thể để xem là mình nó có phù hợp với cái loại cây trồng mà các anh chị dự định trồng và dự định lên clip hay không. Thì clip này em vừa đi trên cái bờ ruộng này các anh chị, nên là nhiều khi nó có bị rung thì các anh chị thông cảm nha. Với ngoài đây là ngoài đồng á, đây là ngoài đồng nè, thì có thể là nó hơi gió thì các anh chị thông cảm giúp em. Thì em quay lại cái nội dung chính thứ nhất á, là khi là mình cần chuẩn bị những bước cơ bản nào để khi mà mình chuẩn bị lên clip trồng đó các anh chị. Thì trước tiên á, thì các anh chị phải xác định cái loại cây mà các anh chị dự định trồng. Tại sao thì các anh chị phải xác định loại cây dự định trồng? Thì tại vì đối với cái một cái loại cây á, thì cái việc mà kỹ thuật nó lên clip nó khác nhau về cái độ rộng của mặt clip, hay độ rộng của mương, hay là độ cao của cái mặt clip mới nó sẽ như thế nào nữa. Em ví dụ nè, bây giờ ví dụ như các anh chị trồng cam đi, thì em thấy là trồng cam thì người ta chuộng cái là mình lên clip bằng gào, bằng tay đó các anh chị. Hoặc là người ta chọn những cái cô be có cái gào nhỏ á, thì để chia nhỏ cái cục đất ra, giúp cho đất tươi xốp. Thì thường em thấy là trồng cam là người ta như vậy. Còn đối với trồng dừa thì mình nó dễ hơn, thì mình sử dụng những cái cô be mà lớn cũng được. Thì đó là lý do mà mình nên chọn cái loại cây, xác định cái loại cây mình trồng trước khi mình lên clip ha, để chọn cái hình thức lên clip cho nó phù hợp. Với lại thì cái loại cây đó cũng phải phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương nữa các anh chị. Như vậy thì nó mới có hiệu quả. Rồi, cái tiếp theo là mình cũng tìm hiểu thêm cái thông tin là việc trồng, cái khoảng cách mà trồng hợp lý giữa các cây á, mà các anh chị trồng á, nó là bao nhiêu. Thì từ đó các anh chị sẽ chia clip sẵn. Ví dụ cái thử ruộng của anh chị, thì anh chị sẽ chia clip sẵn, clip với mương, được bao nhiêu clip rồi bao nhiêu mương ha. Đó. Thì mình tính toán luôn cái số lượng cây mà mình dự định trồng của anh chị, tại vì anh chị đã chia các clip rồi đó. Thì có thể là mình dự toán được cái số lượng cây là mình trồng để mình chuẩn bị cái khâu giống ha. Tiếp theo á, thì mình cũng tham khảo ở các kênh thông tin từ YouTube hay là các trang báo đài hay là các kỹ sư nông nghiệp á, về cái kỹ thuật lên clip cơ bản nó như thế nào. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ chọn cái cô be của những cái anh cô be nào mà người ta làm mà lâu năm mà có kinh nghiệm đó các anh chị. Thì người ta sẽ tư vấn thêm cho mình về các cái loại, cái cách lên clip và cái diện tích mặt clip hay là mặt mương cho nó phù hợp với cái loại cây mình dự định trồng ha. Với lại khi mà người ta có kinh nghiệm lên clip rồi á, thì người ta sẽ lên clip rất là thẳng và rất là đẹp luôn. Ngay cả cái việc này, ví dụ như cái thửa này các anh chị đang thấy là người ta lên cái lớp gạ, cái mặt phù sa trên á, sẽ được đưa lên trên. Còn những lớp đất cứng thì sẽ được ém ở phía dưới, để mình giữ được cái lượng phù sa của cái đất ruộng hồi xưa đó các anh chị. Mình đưa mà đất cứng lên nhiều quá thì nó phèn, rồi lúc đó là mình phải tốn cái thêm cái chi phí để mình xử lý phèn nữa. Thì đối với những cái thợ mà có tay nghề á, và người ta làm mà nhiệt tình á, thì mấy cái đó người ta có thể tư vấn được cho mình hết à. Rồi thì bên cạnh đó thì anh chị là nên có thời gian thì nên xem trực tiếp những cái clip như vậy nè, người ta đang lên, và những cái clip người ta lên rồi, để mình biết là cái độ cao mặt clip bao nhiêu, nó có phù hợp với cái loại cây trồng của mình hay không ha. Thì đó là những cái mà cái bước chuẩn bị cơ bản đó các anh chị. À, bên cạnh đó thì em bổ sung là khi mà mình lên clip á các anh chị, thì mình nên cầm để mình căng dây. Anh chị thấy xa không, có những cái cọng dừa đó, thì cái đó mình cầm mình căng dây cho thẳng. Tại vì cái clip nhiều khi các anh chị làm cái dài quá đó, nếu mà mình không căng dây á, thì nhiều khi nó bị lệch qua lệch lại, rồi dẫn đến là nó xấu cái clip của mình. Mình bỏ tiền bỏ công sức ra để mình làm rồi mà nó xấu nữa thì nó uổng, nên là mình sẽ căng dây nha các anh chị. Thì nãy giờ thì em trao đổi với các anh chị đó là các bước mà cơ bản để mình chuẩn bị để mình lên clip từ một cái mảnh ruộng nha các anh chị. Rồi qua cái nội dung thứ hai á, thì em muốn gửi đến các anh chị á, thì là hình ảnh của một cái clip thực tế đang lên luôn. Cái này là clip để trồng dừa, clip để trồng dừa nha các anh chị.
Thì cơ bản của cái thửa ruộng này á, thì được chia là cái mặt clip là 3m2, cái mương mình là em xin lỗi, cái mương là 2m2, còn mặt clip là 3m8 nha. Thì với cái mặt clip như vậy, mặt mương như vậy và cái độ sâu thì lấy xuống là khoảng 1m2, thì cái độ cao của cái clip mới á, thì nó sẽ là khoảng nằm tầm 40 đến 45cm nha các anh chị. Thì nó có thể chênh lệch á, do mình quan sát thì có thể chênh lệch nhưng mà em nghĩ không nhiều, thì khoảng cách đó là cũng cơ bản là chuẩn xác rồi đó. Thì cái này thì người ta dự định lên clip trồng dừa. Cái clip trong đây thì nó sẽ hơi rộng hơn, nó khoảng hơn 5m, do là khi mà chia 3m8 và 2m2 rồi được các anh chị, thì nó còn dư lại cái đất, nên là cho hai cái clip ở hai bên cái cạnh của cái ruộng nè, thì nó sẽ dài ra ha. Thì đây là cái hình thực tế luôn các anh chị, anh chị thấy xa xa có cò bay không, ở đây cò rất là nhiều nè, khu này thì cò trắng đậu nhóc luôn nè. Thì cái thời điểm này mà lên clip á, thì em nghĩ thì nó cũng tùy, nhưng mà em nghĩ là nếu mà lên clip tốt nhất á, thì ở vụ đông xuân nha các anh chị. Em chị thấy nè, cái thực tế là hiện tại là nước nó vô ruộng rất là nhiều nè. Khi nước nó vô ruộng nhiều á, thì mình làm nó không được đẹp, tại đất nó không có khô ráo á, nó hơi bị ướt á thế anh chị, thì làm cái clip mình nó không được đẹp như cái vụ mà đông xuân, tức là cái vụ mà qua Tết á, như cái clip trước em có chia sẻ rồi ha, clip số 42. Và bây giờ thì em ra thực tế thôi các anh chị, tại vì bước ra khu vực này thì nó không có những hàng dừa nó che, thì nó hơi gió, thì anh chị thông cảm giúp em nha. Em sẽ quay thực tế cho các anh chị định hình được. Thì cái đoạn clip này nó sẽ giúp cho các anh chị mà dự định lên clip á, giờ trong đầu đã có cái ước lượng luôn là cái mặt clip bao nhiêu, cao bao nhiêu. Nhưng mà cái vấn đề thực tế là khi này với diện tích như vậy á, thì cái độ cao của clip nó sẽ là bao nhiêu, thì nhiều khi các anh chị không có thấy được cái thực tế, nên là nhiều khi mình lên rồi lại nó không phù hợp với cái loại cây trồng mà mình trồng nha. Để em qua đây em quay trực tiếp cho các anh chị xem luôn. Có hơi gió thì các anh chị thông cảm nghe, tại vì đang buổi trưa này thì nước rất là nhiều anh chị, nên là nhiều khi mình thời điểm này mình lên nó cũng không được đẹp lắm ha. Rồi đây em đang đứng giữa cái clip này là 3m8 nha các anh chị, còn cái mương cái bên này nè là 2m2. Thì cái độ cao của cái mặt clip mới là nó khoảng 40 đến 45cm nha. Thì miếng đất này thì nó theo hướng đông tây, tức là cái hướng em đang quay là hướng đông, hướng phía sau lưng là hướng tây. Là thường thì người ta cũng khuyến khích là mình lên clip theo cái hướng này để cho mặt trời nó có thể chiếu cả buổi sáng và cả buổi chiều, và mặt trời có thể gọi xuống mương. Thì lúc đó thì dưới mương thì em nghĩ là mình có thể tận dụng được, mình trồng thêm các loại rau hoặc là mình nuôi cá các anh chị. Như vậy thì nó sẽ tăng cái thu nhập, nó tăng kinh tế, mình tận dụng được cái diện tích mặt nước nha. Còn ở trên thì mình trồng gì mình trồng. Thì thường em thấy cái hướng đông tây là cái hướng mà được người ta khuyến cáo để mình lên clip nha. Ở đây là các cây là em nói hồi nãy là mình trồng để cho người ta lên clip cho nó chuẩn đó các anh chị, cho nó không bị sai lệch. Đây có căng dây nè, này mình chịu khó hả các anh chị, thì mình căng dây như vậy thì nó sẽ làm cho nó thẳng cái clip của mình. Rồi thì em quay lại cái clip dừa, ly clip mà người ta đang lên để trồng dừa nè các anh chị. Thì ở đây á, dừa sẽ được trồng ở giữa cái clip 3m8, trồng giữa clip nè các anh chị. Em sẽ quay các anh chị hình dung cho nó dễ nha. Em sẽ nói cái vị trí trồng dừa luôn cho các anh chị tham khảo cái clip này. Thì đây là giữa cái clip 3m8 các anh chị. Khi mình trồng cây dừa ở giữa, thì tức là cái từ mình trồng cây dừa ở giữa ở đây, thì khoảng cách từ đây nè ra tới cái máy mương á, là nó là 1m9, qua tới cái hết cái mương á, 2m2 nữa là 4m1, rồi bên đây thì sẽ là một cái clip nữa, thì trồng cũng trồng ở giữa luôn. Thì như vậy là mình trồng đó thì khoảng cách là cộng thêm là 1,9m, tức là 1,9 cộng 2,2 cộng 1,9 thì nó sẽ ra là 6m nha các anh chị. Thì cái diện tích này nó thích hợp để mình trồng cái dừa sim nha. Dừa sim thì ở đây trồng cây cách cây là 6m nha các anh chị. Thì đây là cái hình ảnh thực tế là một cái thửa ruộng mà người ta đang lên luôn. Cô bé đang phía dưới nè các anh chị, người ta đang lên luôn. Thì em quay cho các anh chị tham khảo ha, xem là ví dụ anh chị muốn trồng dừa thì với cái diện tích này nó có phù hợp với mảnh đất của anh chị hay không, hoặc là anh chị muốn lên clip trồng cái gì đó thì mình có thể là tham khảo để xem là khi mà mình lên clip
cái mặt clip như vậy, cái mương rộng như vậy và độ sâu này lấy xuống khoảng 1m2 các anh chị, thì cái clip mình nó sẽ cao bao nhiêu nha, để cho từng cái loại cây phù hợp nha. Đây là hình ảnh thực tế là chỗ này người ta đang lên, là mới lên được có 2,5 lít rồi các anh chị. Cô bé đang lên được 2,5 lít à. Rồi em sẽ đi tiếp đến là một cái thực tế của một cái mảnh clip khác ha. Nó một cái mảnh ruộng khác mà đang lên clip luôn. Thì cái diện tích nó sẽ khác với cái mảnh này, để cho các anh chị thêm tham khảo nha. Cái này thì độ cao mặt clip là khoảng 40 đến 45 cm nha các anh chị. Rồi em sẽ tiếp cái mảnh tiếp theo cho các anh chị xem. Dạ rồi, đây là hình ảnh thực tế của cái mảnh ruộng thứ hai mà cũng đang được cô Ba đang lên clip luôn đó các anh chị. Thì cái này thì em đã đo thử bằng bước chân và em cũng có tham khảo thử từ chỗ những người dân xung quanh rồi. Thì cái thửa đất này thì chủ đang lên là mặt clip là 7m và cái độ rộng của mương là 2m đó các anh chị. Cô Ba thì cô Ba đang lên luôn nha. Này là em quay thực tế luôn cho các anh chị xem. Thì cái độ sâu của cái mương á các anh chị thì nó cũng là khoảng tầm 1,2 m, thì coi như là cái độ sâu mà khi mình lên clip từ ruộng á thì 1m tới 1,2 m là cái độ sâu tiêu chuẩn rồi. Nếu mình lên 1,5 m sâu quá, 1,5 m thì nó sẽ có nhiều phèn nó sẽ lên ha. Này, đây là cái mặt clip các anh chị coi, mặt clip 7m thì nó cũng khá là rộng các anh chị. Cái này thì em chưa hỏi là người ta trồng cái gì, nhưng mà em dự đoán là chắc cũng trồng dừa đó các anh chị. Cái này là chắc em thấy gomo lên này, có khả năng là người ta trồng dừa, thì em đoán vậy thôi chứ em cũng chưa hỏi được, là chưa biết chính xác người ta trồng cái gì. Thì bây giờ em sẽ đi lại cho anh chị thấy á, là cái clip mà mình mới lên á, nó sẽ cao bao nhiêu nha, đối với là cái độ rộng của clip như vậy và độ sâu của cái mương cũng như là độ rộng của cái mương như vậy á, thì để mình xem là thực tế xem là cái clip mới nó sẽ cao bao nhiêu. Thì như anh chị thấy trên cái màn hình này đấy, thì em nhìn thực tế thì cái độ cao của cái clip này á, thì nó khoảng tầm 20 đến 25cm nha các anh chị. 20 đến 25cm ha. Thì anh chị có thể tham khảo về cái kích thước lên clip này để xem cái độ cao đó có phù hợp với cái giống cây trồng mà mình chuẩn bị trồng hay chưa. Em quay tổng quan của cái mảnh ruộng này cho các anh chị. Mảnh ruộng này thì nó chạy tới chỗ cây cọc điện, cái bờ cây cọc điện của anh chị. Ở đây anh chị thấy rất là nhiều cọc đúng không? Thì người ta cầm để mà cho cô bé làm cho nó thẳng hàng luôn á. Thì xung quanh nó lên rất là nhiều dừa các anh chị. Do cái giá lúa thì hiện tại thì nó không có tăng, nhưng mà chi phí và phân thuốc thì nó tăng rất là nhiều. Nên là năm nay thì em thấy là khu vực gần nhà em thì người ta đã lên dừa, lên clip để trồng dừa và trồng các loại cây ăn trái khác cũng khá là nhiều rồi. Thì đây là cái hình ảnh thực tế thôi nghe các anh chị. Thì em nhắc lại là cái clip này là clip 7m, cái mương là mương 2m, độ sâu khoảng tầm 1,2 m ha. Thì cái độ cao của cái clip mình mới lên á, thì nó tầm 20 đến 25cm. Đây là hình ảnh thực tế luôn. Thì em quay cho các anh chị xem để mình tham khảo. Thì chắc em cũng chuẩn bị dừng cái clip rồi các anh chị. Thì em tóm lại á, cái nội dung chính của cái clip ngày hôm nay á, thì cái thứ nhất á, là khi một mảnh ruộng mình chuẩn bị lên clip làm vườn á, thì mình cần chuẩn bị những cái bước cơ bản gì. Cái thứ hai á, là hình ảnh thực tế của hai cái thửa ruộng có cái mặt clip nó rộng khác nhau và cái mương khác nhau thì nó sẽ như thế nào, để cho các anh chị tham khảo và có thể là mình xem cái mặt clip nào phù hợp với cái điều kiện mà cây trồng cũng như là cái điều kiện mà đất của tại mình coi nó cao hay thấp ha. Thì đây là em chỉ là cái những hình ảnh thực tế khách quan để cho các anh chị tham khảo thôi. Rồi em xin dừng clip tại đây nha các anh chị. Em hẹn các anh chị trong những cái clip tiếp theo nha. Em xin chào tất cả mọi người. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip.